Thưa quý vị, các bạn, trên tay của Nguyễn Hưng lúc này là một trong những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác từ cây tre. Trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì chúng ta thường nhắc nhiều đến những cái khái niệm như là thực phẩm sạch, thực phẩm xanh, sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường. Và người tạo ra những cái sản phẩm khá là tinh xảo này cũng chính là nhân vật khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay. Anh là ai? Chúng ta sẽ cùng đến với clip sau đây. Tôi tên là Thả Đăng Tiến, tôi sinh ra và lớn lên ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Tôi tốt nghiệp trường cao đẳng Việt Đức, khoa Công an. Ra trường thì tôi đã trở về Con Cuông để khởi nghiệp với cây tre, cây mẹt ở chính địa bàn Con Cuông của chúng tôi. Thì ý tưởng của tôi thì muốn đem lại giá trị kinh tế cao cho cây tre và muốn thổi vào cây tre những luồng gió mới về sáng tạo, cũng như là tạo ra những cái sản phẩm dân dùng phù hợp với xu thế hiện nay. Châu Khê, Con Cuông là một trong những vùng trồng tre lớn nhất miền Tây xứ Nghệ. Từ bao đời nay, người dân bản địa mưu sinh bằng nghề trồng tre mét chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, giống cây nguyên liệu này cho thu nhập thấp, với giá trị chỉ từ 20 đến 30 ngàn đồng mỗi cây tre đến kỳ thu hoạch. Chính vì thế, đời sống của người dân ở xã biên giới này còn khá khó khăn. Sau hơn 2 năm tìm tòi, nghiên cứu, Thái Đăng Tiến đi đến một quyết định khá táo bạo, khởi nghiệp từ chính nguồn tài nguyên phong phú trên đất quê. Và khi xưởng sản xuất các sản phẩm từ tre này ra đời, tất cả các bộ phận thuộc cây tre, từ thân đến cành, mắt và thậm chí là cả gốc tre đã trở thành một sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Giờ đây, bà con nông dân trong vùng đã có cơ hội để tận thu các giá trị từ cây tre. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Lân Bamboo được hình thành như thế. Để tạo ra một cái sản phẩm mà khá là tinh xảo như thế này có khó? Thực ra cái sản phẩm của bên em làm ấy thì nó phải đầu tư về nguyên liệu và cách chọn nguyên liệu và xử lý nguyên liệu, nó có một cái quá trình khép kín về nguyên liệu để tạo ra. Khi nguyên liệu đã tạo thành thì các nghệ nhân người ta sẽ tạo ra những cái hòa tiết trên sản phẩm đấy. Em làm như thế nào để đào tạo và chuyển giáo lại cho thợ? Thì em cũng đã học hỏi được các nơi, thì em về em sẽ bày cho các bạn cách thức thế nào để làm nên cái sản phẩm nó mang tính tỉ, mang được cái phóng thái của cái tre, của cái mẹt của mình đấy. Ý tưởng của Thái Đăng Tiến nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương cũng như những người làm du lịch ở phố núi Con Cuông. Mặc dù chỉ mới sản xuất từ giữa năm 2020, nhưng Trà Lân Bamboo nhanh chóng được nhiều người biết đến. Ngay từ khi mà có cái ý tưởng về phát triển các cái sản phẩm của Trà Lân Bamboo, thì giữa tôi và anh Tiến đã làm việc rất là chặt chẽ với nhau để mà lên những cái ý tưởng và kết nối cũng như là giới thiệu bán các cái sản phẩm của Trà Lân Bamboo. Và chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ tiêu thụ được những cái sản phẩm này tới các cái khách du lịch cũng như là quảng bá được cái hình ảnh về các cái sản phẩm của địa phương. Bước đầu, Trà Lân Bamboo duy trì lực lượng lao động thường xuyên là 6 người, với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người một tháng, cộng thêm 10 lao động không thường xuyên. Điều đặc biệt, Tiến dành ưu tiên cho những lao động yếu thế vào làm việc tại công ty mình. Sau khi một thời gian Tiến đi tìm hiểu và để tổ chức để làm chuyển đổi sang làm bên cái máy tre ní, thì Tiến có ban về em bây giờ do cái điều kiện em bị tàn tật như này thì lên rồi qua trải qua một quá trình Tiến
chị bảo cho em sử dụng cái máy máy tiền này. Thì sau một thời gian 2 tháng thì em nói chung là cũng là làm được việc. Anh Hưng biết là hiện nay trong xưởng của em thì có khá nhiều nhân công lao động là được xem là những người yếu thế trong xã hội. Tại sao em lại quyết định làm cái điều đó? Trong xã hội thì các bạn để mà các bạn kiếm ra đồng tiền để phục vụ cho bản thân các bạn cũng là một vấn đề. Nên em muốn làm sao mình tạo công ăn làm cho các bạn để các bạn có thu nhập, các bạn tự lo cho cuộc sống của các bạn không phải phụ thuộc vào người thân hay là phụ thuộc vào các cái chương trình của xã hội nhiều, nên các bạn phải tự lực cánh sinh, có nghĩa là biết cách vươn lên để cho cuộc sống nó tốt hơn. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt trong một cái không gian rất là đẹp, rất là lãng mạn. Đây chính là khu rừng nguyên liệu giúp tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà Thái Đăng Tín đang sử dụng. Và cùng tham gia với chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có 2 vị khách mời, ông Vi Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông, và anh Nguyễn Hữu Bắc, Chủ tịch Công ty Đầu tư Du lịch Phúc Group, một chuyên gia khá quen thuộc của chương trình khởi nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật khởi nghiệp của chương trình ngày hôm nay xung quanh ý tưởng xanh mà Trà Lân Bamboo đang thực hiện. Nhắc đến cái tên Trà Lân Bamboo thì anh Hưng có cái tò mò muốn hỏi Tiến là tại sao em lại đặt tên cho cái doanh nghiệp cũng như là sản phẩm của mình là Trà Lân Bamboo? Tên Trà Lân Bamboo thì bắt xuất phát từ một vùng địa danh ở Con Cuông, miền Trà Lân Trúc Trẻ Cho Bay. Từ một cái địa danh lịch sử nổi tiếng như vậy thì bản thân tôi đã quyết định đưa địa danh của mình vào cái thương hiệu của mình luôn. Như vậy là chỉ một cái tên gọi thôi nhưng mà nó vô cùng quan trọng đối với việc tiếp cận và nhận diện một cái thương hiệu, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng trong một cái chiến lược kinh doanh của các cái thương hiệu mới thì cách đặt tên nó gần như quyết định cái bộ nhận diện và đánh thẳng vào cái việc sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm. Trà Lân Bamboo giúp cho chúng ta một cái nhận diện, một cái điểm đến, một cái thương hiệu gắn một cái miền địa danh lịch sử, một cái tên tuổi của Con Cuông và cái tên là ngày xưa đã đi vào thi ca của một cái tác giả rất nổi tiếng là Nguyễn Trãi, là gì, là miền Trà Lân Trúc Trẻ Cho Bay trong Bình Có Đại Cao. Anh đánh giá như thế nào về những cái sản phẩm mà Tiến đang sản xuất ở đây? Cái sản phẩm của Tiến đang sản xuất thì nó đáp ứng cái xu thế của cái dịch vụ gắn liền với nông nghiệp và nông thôn. Cái thứ nhất là cái sản phẩm tứ tre của Tiến thì nó đảm bảo cái tính bền vững. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm của Tiến nó mang tính chất đặc trưng, đặc biệt là những cái sản phẩm đều được làm bằng tay thủ công, và cái sản phẩm handmade là cái xu thế của cái thế giới hiện đại. Khi người ta muốn bảo tồn những cái làng nghề cổ truyền, cùng với nó là cái việc gìn giữ cái sự phát triển mang tính chất sinh kế lâu dài của tự nhiên. Cái thứ ba nữa là cái sản phẩm của Tiến thì nó gắn với cái việc phát triển du lịch về miền Tây Nghệ An, trong đó cái Pumat, cái khu sinh quyển thế giới thì cái trung tâm và cái cốt lõi thì nằm tại huyện Con Cuông. Thưa ông Vi Văn Quý, lãnh đạo địa phương, ông có thể cho khán giả biết cái quan điểm của huyện Con Cuông trong việc xây dựng cái mô hình sản xuất như là Trà Lân Bamboo là như thế nào? Chúng tôi đang nỗ lực từng bước xây dựng huyện Con Cuông thành thị xã theo hướng đô thị sinh thái, với việc lợi thế là có vùng nguyên liệu rộng lớn, nhưng đầu ra của sản phẩm thì không ổn định. Với việc anh Tiến cho ra đời và có ý tưởng sản xuất những cái sản phẩm từ tre mẹt thì chúng tôi rất chỉ là ủng hộ. Ngay sau khi anh Tiến có ý tưởng và cho ra một số sản phẩm, chúng tôi đã hướng dẫn và hỗ trợ anh Tiến xây dựng đề án và gửi Sở Công Thương để đề xuất hỗ trợ nguồn vốn từ quỹ khuyến công của tỉnh. Cụ thể là theo cái quyết định 53 ngày 29 tháng 8 năm 2014 quy định một số chính sách hỗ trợ ở cái quỹ khuyến công của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị các bạn, như vậy dù chỉ là những bước đầu khởi nghiệp thôi nhưng Thái Đăng Tín đã nhận được cái sự quan tâm khá lớn của chính quyền địa phương, của những nhà đầu tư du lịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem Tiến đang gặp khó khăn gì và cần gì ở clip sau đây. Trung bình mỗi ngày, xưởng sản xuất Trà Lân Bamboo cho ra đời được khoảng vài 30 sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác từ cây tre. Chính quyền địa phương cho rằng
đây là một trong những sinh kế mới cho bà con nơi đây. Đây cũng là một cái xã biên giới, cái lực lượng lao động thì dồi dào. Thì tuy nhiên là để mà tạo cái việc làm mang tính bền vững lâu dài ấy, thì phải cần có những cái mô hình như của bạn Thái Đăng Tiến. Đấy. Và cũng hy vọng rằng là từ cái mô hình của bạn Thái Đăng Tiến thì sẽ có nhiều cái bạn trẻ khác nhìn vào đó để có thể cũng hình thành thêm nhiều cái mô hình hơn nữa để giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, với số vốn khởi nghiệp không lớn, Thái Đăng Tiến chưa có cơ hội đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại. Bởi để làm ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ tre, ngoài bàn tay khéo léo của người thợ, rất cần sự hỗ trợ của máy móc trong một số công đoạn. Dù có quyết tâm, nhưng sự khởi đầu đầy gian nan của Tiến khiến bố mẹ anh không khỏi lo lắng. Lo nhất là lo tức là con nó bỏ dở. Sợ làm không thành công nên bỏ dở. Nhưng mà nói chung là thì để con thì quyết tâm, anh bảo là không bỏ, quyết tâm làm vẫn được. Bố mẹ cũng rất phấn khởi. Nhưng mà nói chung là chỗ con làm. Vì cái tre đây là cái tre ở vùng này là nhiều. Tất nhiên là mình phải vào mua dẫn. Nhưng mà nói chung là cái đầu vào là dễ. Nhưng lo cái lo đâu ra thôi. Con đường phía trước của Thái Đăng Tiến, của trà lân bamboo còn dài. Và chỉ quyết tâm thôi vẫn chưa đủ. Anh đang cần sự hỗ trợ từ nhiều phía để có thể tiếp tục bước đi một cách vững vàng cùng ý tưởng khởi nghiệp của mình. Hiện nay thì em có bao nhiêu mặt hàng, sản phẩm, mẫu mã? Hiện nay sản phẩm bên cơ sở em thì cũng khá đa dạng. Nhưng sắp tới thì em cũng đang tính toán để đưa ra những cái mặt hàng nó mang tính đặc trưng và nó tiền dùng hơn. Anh nghĩ rằng là để tạo ra một cái nhiều cái sản phẩm đa dạng và chủng loại đây là cái khối lượng nó lớn thì nó phải cần có cái sự đầu tư về máy móc và công nghệ. Trong cái chuỗi hoạt động của công ty em á, thì em nghĩ là cái dây chuyền máy móc là rất là quan trọng. Và sắp tới thì em cũng muốn đưa các cái thiết bị về xử lý nguyên liệu á, về đặt ở cơ sở của mình để xử lý nguyên liệu thì em rất là cần có vốn để đầu tư. Thì bây giờ em rất là khó khăn về vốn thì em cũng muốn là kêu gọi các nhà đầu tư có thể đầu tư vào cái công việc của em. Chào đón quý vị các bạn cùng trở lại với chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục ngồi đây để bàn cách tháo gỡ những cái khó khăn mà Tiến cũng như là trà lân bamboo đang gặp phải. Thưa ông Vi Văn Quý, huyện nhà sẽ có những cái động thái nào để giúp cho trà lân bamboo khẳng định được cái giá trị của mình? Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ quan tâm hỗ trợ cho anh Tiến là sẽ quảng bá, giới thiệu và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu của anh Tiến, rồi là tổ chức hỗ trợ anh Tiến đi giới thiệu quảng bá tại các một số hội chợ trong nước. Đồng thời chúng tôi sẽ nghiên cứu một số địa điểm phù hợp gắn với những cái tour địa danh du lịch để đưa cái sản phẩm này đến với du khách, đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng. Một lời hứa, một cái cam kết của lãnh đạo huyện Con Cuông đã khẳng định ít nhiều đã mở ra cho mình những cái cơ hội phía trước, đúng không Tiến? Về phía công ty đầu tư du lịch Phúc Group thì anh thấy Tiến cần tiếp tục phải làm gì và bản thân các công ty của anh thì sẽ giúp gì cho bạn? Hiện tại thì cái khâu mà quan trọng nhất của trà lân bamboo thì vẫn là vốn. Tôi nghĩ rằng là Tiến nên quy hoạch lại cái việc quản trị nguồn vốn và có thể kêu gọi mở rộng đầu tư bằng cái việc thành lập hợp tác xã hoặc thành lập một cái pháp nhân để có những cái việc hỗ trợ vốn từ các cổ đông cũng như là các ngân hàng và cái cơ chế chính sách của nhà nước về khởi nghiệp. Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác đầu tư nếu như Tiến có một cái chiến lược rõ ràng về quản trị tài chính, về sản phẩm thì có thể là Phúc Group sẽ trở thành một cái cổ đông của phát triển cái thương hiệu.
nếu như chúng ta có những cái bước xây dựng hợp lý theo cái nguyên tắc là cùng thắng lợi nhằm mục đích phát triển cho cái du lịch của miền Tây Nghệ An. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Hữu Bắc. Trở lại với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay với những cái giá trị từ cây tre. Tiến này bây giờ em có thể chia sẻ về những cái dự định của em trong tương lai cho khán giả cũng như là các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay được biết. Dự định sắp tới của Tra Lăn Bambu là sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó chất lượng hơn, mẫu mã nó đa dạng hơn để đưa ra thị trường. Mà để làm được những điều đó thì chúng tôi phải có những cái máy móc hiện đại để sản xuất. Nhưng mà bây giờ tôi, cái vấn đề của tôi đó là vốn, thiếu vốn. Nên tôi cũng rất mong là các cơ quan ban ngành và các doanh nghiệp chia sẻ và giúp đỡ cho doanh nghiệp của tôi. Thưa ông Quý, là ông có suy nghĩ như thế nào về những cái dự định mà bạn Thái Đăng Tiến vừa chia sẻ? Thì đối với doanh nghiệp mới khởi nghiệp thì cái khó khăn nhất là vấn đề nguồn vốn. Thì cái này chúng tôi sẽ trong thời gian tới sẽ đề nghị với Hội đồng nhân huyện bổ sung nguồn quỹ ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện để hỗ trợ, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển sản xuất, là giải quyết việc làm, để tăng thu nhập cho các xã viên trong hợp tác xã. Ngoài ra thì là chúng tôi sẽ quan tâm tích cực rồi tác động đến các ngân hàng trên địa bàn để tạo điều kiện tốt nhất để cho hợp tác xã như anh Tiến được vay vốn một cách thuận lợi và với cái lãi suất ưu đãi nhất. Thế còn anh Bắc ạ, lời khuyên nào cho Tiến, cho doanh nghiệp mà Tra Lăn Bambu với những cái dự định ở phía trước mà bạn đã vừa chia sẻ với chúng ta? Một cái doanh nghiệp hình thành trên một cái lợi thế địa phương cộng với nguồn tài nguyên mà có nhiều cái nổi bật, nhưng mà người ta sẽ khó thành công nếu khó định vị được sản phẩm. Cái quan trọng của Tiến bây giờ là Tiến cố gắng định vị tập trung cái sản phẩm là cái gì? Là sản phẩm tre gắn liền với du lịch, gắn liền với sản phẩm điểm đến. Trong đó thì lấy cái những cái quà tặng đặc trưng của Con Cuông, của Nghệ An là cái điểm nhấn cho du khách. Cái nữa của cái sản phẩm là phải xác định cái việc xuất khẩu. Chúng ta biết rằng là cái đồ handmade với cái sản phẩm từ tự nhiên thì rất là hot ở các cái thị trường khó tính như là châu Âu hay Mỹ. Và một cái thương hiệu Nghệ An thì trước đây đã từng rất nổi tiếng và bây giờ cũng đang có nhiều cái sự đóng góp cho tỉnh. Để Tiến có thể học hỏi cái mô hình của cái làng, của hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Đức Phong. Về bản hàng thì tôi tư vấn Tiến, một là đối với địa phương ấy, nên gắn kết với các cái khách sạn, các khu du lịch, ví dụ là Mường Thanh Sông Lam, khu du lịch Pha Lai, điểm du lịch cộng đồng Bản Nữ hay Khe Ràn, để nó kết nối một cái lan tỏa, thế chúng ta tạo một cái chuỗi giá trị là sản phẩm du lịch trên quê hương Tra Lăn. Quý vị khán giả hãy quan tâm hơn tới Tra Lăn Bambu, và mỗi người sử dụng một sản phẩm của Tra Lăn Bambu là đã góp phần cho Tra Lăn Bambu có công ăn việc làm cho tất cả các bạn yếu thế. Vâng, thưa quý vị các bạn, mỗi một chương trình khởi nghiệp chúng tôi đều muốn kể cho quý vị nghe về một cái hành trình vươn lên làm giàu chính đáng của các bạn trẻ ở Nghệ An. Và có thể ngay từ những cái ý tưởng ban đầu thôi thì chúng ta đã nhận ra được cái giá trị về những quyết tâm và những cái suy nghĩ, những cái hướng đi đúng đắn để tạo ra được những cái sản phẩm mà các bạn đang làm. Và Thái Đăng Tiến là một trong những nhân vật như thế. Và chúng tôi cũng mong rằng rồi đây các cái sản phẩm của Tra Lăn Bambu sẽ sớm đến được với mọi người, mọi nhà, đặc biệt là trong cái chuỗi du lịch lên với miền Tây của huyện miền núi Con Cuông đã và đang xây dựng. Một lần nữa xin được chúc cho Thái Đăng Tiến và Tra Lăn Bambu ngày càng phát triển hơn nữa, thành công hơn nữa, và xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã đến tham gia cùng với chương trình khởi nghiệp của chúng tôi. Quý vị các bạn cũng đừng quên theo dõi chương trình này qua việc cài đặt ứng dụng NTV Go và theo dõi chương trình thông qua các cái ứng dụng trên mạng xã hội như là Facebook Truyền hình Nghệ An, như là kênh YouTube Nghệ An TV. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị các bạn và xin chào, hẹn gặp lại.